Primet Canisius Isquo Het For Ico One Vert S Het For. Các bạn có thể giải phương trình này như thế nào? Thì ở đây, đây là mũ 4 các bạn phải chia ra 2 trường hợp. Đó là Iser bằng 1 trừ Iser. Đó. Và đây là mũ 4 các bạn. Đó. Vậy đây là cộng 2 về cho Iser. Thì đây là 2 Iser bằng 1. Vậy Iser bằng 1 nữa. Đây. Bây giờ trường hợp thứ hai đó là Iser bằng trừ của 1 trừ Iser. Trừ 1 trừ Iser tức là Iser bằng Iser trừ 1 trừ 2 về Iser. Đó. Thì bên này không sẽ bằng trừ 1. Cái này mâu thuẫn. Không thỏa mãn. Vì vậy sau phương trình có nghiệm duy nhất Iser 1 phần 2. Iser 1 phần 2 là chit Iser solution. Đó. Kênh của thầy là Perdimet các bạn nhé. Bây giờ là Phimet. Đây là toán tự do. Theo nhiều dạng hình khác nhau các bạn nhé.